Chocolate Cheesy Cake. Nguyên liệu: 60g bơ, 120g bánh ô liu nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp, cho hỗn hợp đã, trộn đều vào khuôn, ấn chặt và cho khuôn vào tủ lạnh trong 10 phút. Sau đó, bạn pha 50ml cho 8g gelatin đã ngâm vào, 240g kem phô mai, 15g đường mịn, 10g sốt sô cô la, 5g bột cacao, 150g kem đánh bông, cho đến khi đặc, trộn đều phần kem vừa đánh và hỗn hợp sô cô la trước đó, cho hỗn hợp phô mai vào khuôn. Làm lạnh bánh trong 4 giờ. Tiếp theo cho 50g sô cô la đen, 50g kem nhạt. Cho hỗn hợp vào túi, phủ một lớp sô cô la vừa làm. Vậy là món sô cô la cheesy cake đã hoàn thành. Cùng mình thực hiện món bánh này nhé. Chocolate cheesy cake. Nguyên liệu: 60g bơ, 120g bánh ô liu nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp, cho hỗn hợp đã, trộn đều vào khuôn, ấn chặt và cho khuôn vào tủ lạnh trong 10 phút. Sau đó, bạn pha 50ml cho 8g gelatin đã